vì trừng phạt Nga và các tỷ phú Nga đã mất 80 tỷ đô la. Các lệnh trừng phạt đối với các nhà tài phiệt cùng với sự sụp đổ của đồng rút Nga đã nhanh chóng kết thúc một kỷ nguyên của một tầng lớp giới tài phiệt Nga. Được biết, hai du thuyền đã bị bắt giữ trong ngày hôm qua, trong đó là chiếc Dubai dài 500 phút của Alisher Osnavov và Amore Velo dài 280 phút của Igor Sachin. Các tỷ phú hàng đầu của Nga đã mất tổng cộng là hơn 80 tỷ đô la giá trị tài sản trong tuần gần đây và sẽ nhiều hơn nữa khi sẽ xảy ra các lệnh trừng phạt và tịch thu bắt đầu có hiệu lực. Tình trạng hỗn loạn kinh tế xung quanh vụ xâm lược của Ukraine của Tổng thống Vladimir Putin đã xóa đi khoảng 1 phần 3 tài sản của 20 tỷ phú giàu nhất nước Nga trong những tuần gần đây, theo chỉ số tỷ phú của Bloomberg đưa tin. Các bộ trưởng Vương quốc Anh đang kêu gọi việc thu giữ tài sản của Nga ở Vương quốc Anh và một lực lượng đặc nhiệm toàn cầu mới đã được thành lập để săn lùng và thu giữ tài sản của Nga hiện đang bị trừng phạt. Các tác động tài chính có thể chỉ mới bắt đầu, theo các chuyên gia Nga cho biết. Usmanov, người đã bị Liên minh Âu Châu trừng phạt vào ngày thứ hai vừa qua và có thể nằm trong danh sách sắp tới của Hoa Kỳ, theo các báo cáo đang chứng kiến tài sản của mình giảm 1,7 tỷ đô la xuống còn 19,5 tỷ đô la, theo Bloomberg đưa tin. Người giàu nhất nước Nga trong danh sách là Vladimir Potanin không bị trừng phạt nhưng đã mất chưa tới một phần tư tài sản của mình, xuống còn 25 tỷ đô la trong khi đó thì nhiều người khác đã chứng kiến tài sản của họ giảm đi một nửa người thua lỗ nhiều nhất về mặt đồng đô la là Janaki Timchenko người kiểm khoát tập đoàn Voga và đã chứng kiến tài sản của mình giảm từ 22 tỷ đô la xuống còn 11 tỷ đô la Leonard Mekosan giám đốc điều hành của công ty khí đốt nga Novatech mất 10,5 tỷ đô la chỉ còn 22 để lại cho ông là 22 tỷ đô la những người khác trong đó bao gồm Alexei Mordashov, một ông trùm khai thác mỏ người Nga đã bị Liên minh Âu Châu trừng phạt, đang chứng kiến tài sản của ông giảm 5,6 tỷ đô la xuống còn 22 tỷ đô la. Theo tờ Forbes đưa tin, ít nhất là có 12 người Nga đã lọt ra khỏi danh sách tỷ phú trong những tuần gần đây.